lọc đầu nguồn thôi nha mọi người, nguồn là loại cực kỳ cao cấp, chỉ gấp 1.000 lần so với đại tân hát đại thành. Thôi lấy đi, ông. Được. Trong này là của hát gì đây? Lấy ra này, lấy ra đây. Với cái thùng lọc này đây, lọc này là lọc kép, sẽ có hai cái lọc nha mọi người. Đó, hai cái lọc màu xanh này. Lọc của nó nha mọi người. Aqua Pro. Con này là của nhập khẩu từ Mỹ nha mọi người. Đó, gửi vàng về Việt Nam thì mình biết bao lâu, nhưng mà mình nghĩ là từ Mỹ gửi về đây thì chắc là cũng mất thời gian khá là dài đấy. Đây là cái cục lọc đầu nguồn, nó là cái đầu này là cái đầu răng đời nha mọi người. Nhìn nó trông giống như một bình ga luôn. Chất liệu thì nhựa chịu nhiệt nha mọi người. ABS. Cái này là cho ở đây. Rồi, này là cái cục thứ hai nha mọi người. Đúng. Đây là cái cục thứ hai. Đúng không? Cái nãy thành luôn. Này thì hiện tại là không có phụ kiện, không có phụ kiện như sản phẩm của Tân Hát Đại Thành nha mọi người. Nó chỉ có cục lọc và cái đầu ra được không? Đó, còn không có phụ kiện như của Tân Hát Đại Thành. Dưới này có gì đây? Để giờ đung đưa đây. Đây là cái giá đỡ của nó nha mọi người. Khi mọi người mà bắt lên thành hay là bắt lên trên tường thì đó thì mọi người sẽ có cái giá đỡ này. Cái này là giấy thẻ có sản phẩm đó mọi người. Này thì toàn bộ của nước ngoài đây. Chú mua đặt, chú ấy đặt hàng từ Mỹ. Đây là cái cục lọc, hai cục luôn, hai cục có song song với nhau đó nha mọi người. Cục này là bên trong của nó là cái lõi của nó, chứ nó là cái dạng bột hạt. Đấy, rút qua cái lọc này đâu. Rồi, đây là cái lọc mọi người. Lọc này là lọc Aqua. Thì mình có chia sẻ sơ qua đâu. Cục lọc này thì đây, chắc khả năng cái này là đúc, cái nào săn đây. Nhưng loại này hình như là một khi gắn vô là chỉ có thay thôi nha mọi người. Đây, nó đang nằm ở trong này nha mọi người. Này, Ron. Đây là Aqua. Gắn cái đó, gắn cái van này rô thì nó sẽ có cái chốt để nó sẽ chốt lại như vậy cho mọi người. Này thì nó có một chiều đây, đầu rô đi rô còn lọc và đầu ra đây nha mọi người. Đây là những cái thông số kỹ thuật của nó. Con này thì ký áp chịu là tối thiểu 1,7 kg, tối đa là 8,5 kg này. Đây là nhiệt độ ép nha mọi người, 40-100 độ ép, 4,4 tới 38 độ C, khoảng 38 độ C. Con này thì nó là tiếng Anh nên là đôi khi là mình cũng có một số thành phần mình cũng không hiểu lắm nha mọi người. À bạn này á. Từ từ đã đặt rồi xong hết đi đó. Xem rồi. Ống có bị vướng gì không đó. Rồi, ngắn đi con. Còn đây là cái thứ hai nha mọi người. Đó, thì gắn vô nó sẽ như vậy. Nó còn chốt nó khóa lại nha mọi người. Lộn. Cái này nó sẽ như vậy. Đó, chốt nó sẽ chốt nha mọi người. Khi mà muốn tháo ra là mọi người sẽ phải nhấc cái chốt đó lên. Đầu thì đầu hợp kim inox hết luôn. Cột lọc thì cột lọc chịu nhiệt ABS nha mọi người. Cục kia bộ này. Giờ mình sẽ tiến hành gắn cái phụ kiện cho nó. Đây cái. Rồi. Gọi mình hẹn bà cái được không?
7 để đâu rồi? Ngoài hả? Rồi, tháo này luôn, khỏi đi về, khỏi về luôn. Điện thoại để đâu vậy? Điện thoại để đâu vậy? Chiếc này chặt vào tí. Nghe không ạ? Máy bắn này. Đừng bắn vào đây để sau đi. Vậy đang có ok, có của chân kìa, có ok. Này, này có nốc cái bắn luôn. Có cái chân ấy, có nốc. Đấy, đưa đưa kéo đây anh Mừng nhé. Bánh tăng. Mới đánh thủ nhà thờ bánh tăng. Này nằm ở đây, con này nằm ở kia, hai cái sẽ bắt hai con ốc hai bên này nha mọi người. Đó, cái này thì nói chung là nó gắn giống như lọc của Đại Thành thôi, nó không chỉ có hai đầu đi thẳng rô và hai đầu đi thẳng ra, cho nó là hai đầu van dự trữ. Đó, nó sẽ lọc qua hai cái này để tránh cái tình trạng mà nước nó ra không được sẽ mở khóa ra. Cái này thì nó sẽ xài khóa nha mọi người, bởi vì cái cục này là trong giấy hướng dẫn sử dụng là nó sẽ xài tất cả ba cái khóa chứ không phải là xài cái dạng van áp của Đại Thành nha mọi người, vì cái này nó không có tặng sẵn nha mọi người. Đây là nha mọi người, đây đường nước cấp nước sạch chính này, từ cái máy tăng áp, máy đẩy cao ở dưới, máy tăng áp biến lần ở dưới đẩy lên này, đẩy lên này, một đường che về đây, tôi sẽ nối vào cái ống đây, ống nhỏ này, đây tôi sẽ nối vào cái ống nhỏ này để xuống dưới cái bể tắm đó. Giờ này hiện tại mình đang khóa nha, đường lên này, một đường là dự trữ, tức là đường này dự dự phòng đi qua cái đường này, phong thẳng vào bồn luôn đó. Còn cái đường chính đi qua cái van này lên đây, các co đi vào đầu ra và con bơm. Ở đây nó có một cái phát sinh rất là lớn, đây là cái đầu trục này này, nó bằng inox. Và cái đầu răng này của mình cũng là đầu răng 34 luôn, gắn vào inox luôn, nhưng hai cái này ấy, là kích cỡ nó không có khớp nhau. Này là của Mỹ nha mọi người. Thế là cái này là sản xuất, cái này là nhập khẩu từ Mỹ nên là cái đầu răng này nó nhỏ hơn. Này là cái đầu răng nhiệt của mình gắn vô, mình thử mấy cái rồi, màu đen, màu xanh, màu trắng. Nó đều được có một hơn một vòng một chút xíu là nó đã bị dừng lại, không thể xoáy được nữa. Thế là bắt buộc mình phải xài cái đầu nhựa cho mọi người, đầu nhựa trong và đầu nhựa ngoài để vào cái đầu răng này. Đó, đi ra bên kia. Đi qua cái van này, trở sang cái van khóa, vòng về đây. Đây, đi qua cục phải trước, cục này nó có mã nhá, 902 nha mọi người. Qua đây 904, đó, vòng ra đây. Này nó nằm một chiều nha mọi người. Đây, nước về đây, đi vào trong lọc này. Vòng ra cái này, đi sang bên kia, vòng xuống, vòng lên lại, vòng về đây. Xuống, qua đắc cò, vòng lên cái đường bồn nước sạch ấy. Đây, bồn này hiện tại là mình đã thay cái phao rồi nha mọi người. Tí nữa mình chỉ cần mở nước là xong rồi. Đây là hai cột lọc này, là hai cột lọc đầu nguồn. Cột lọc này thì nhập khẩu của Mỹ nha mọi người. Chú đã đặt trên Fado